hất củi kìa. Đóng tiền cho thi mà hất củi đâu. Tốt lắm Thành. Tốt. Hai con dìu nhau vô luôn rồi. Nó nhờ cả con Thành. Có sống rồi. Bây giờ không cắt luôn quá. Rồi đây. Còn hai chú lên là 160 và 166. Ê đụng mình rớt rồi. Đâu. Cầm nổ quá. Thế nào người gốc nó găm nhiều nhiều đó. Không lấy hai tới một lên đi đúng. Em đừng có trầm lòng, treo lên đừng có trầm lòng. Rồi. Đừng có trầm lòng, treo lên chứ đừng có trầm. Treo đây nè. Rồi, bắt đầu. Tấp 10 mà sao để vậy đó. Thôi từ từ. Đừng treo, để nó về. Mỏi ra thôi, đừng có mở hết chim ra. Rồi, bắt 10 lần nữa ơi. Mở một màn thôi. Rồi. Cái con 199 là nó có điểm rồi nha. Từ đó thì chơi chưa. Một trên chín cân xuất vô chung kết rồi Thành. Cho đi luôn cặp cùng. Đồ mà thiết một cân chế luôn thôi. Hai chim nhẹ chế luôn đồ. Còn Thành dễ chế quá Thành. Dễ chế. Con 281 tự tử rồi, 281 tự tử rồi. Tự một cái một hai năm giờ chế Thành 199 chế Thành. Chế Thành từ từ đủ dở.
2 năm. Rồi hai chú là 281 và 142. Rồi bây giờ có đưa nó vô. Quay nó vô hoa nè. Giờ rồi tiếp tục hai chú cuối cùng. Hả? Phong kết. Còn 199 dễ cháy lắm mà lại nó không cháy. Con nào mới cháy vậy? Đấy, chim đều quá. Rồi hôm nay phong cách là con 226. Đúng. Đúng hợp lý. Đúng mấy bao gì đi bộ đội không? Thế nào thành không đi bộ đội nữa. Đi bộ đội. Đâu, cũng khó, chiến khó. Tiếp một chân của khó. Đủ mấy ký. Đủ mấy ký. À, 6 con đều quá. Đâu, chết quá trời luôn. Con kia hết bây giờ sao? Đâu, con 25 ký nữa. Lấy điểm rồi. 157, 157. Chính xác. Con này cũng ký đó. Con thật ký rồi, con 225 nữa. Con 199 nè. Rồi. Rồi, hai chú ký kết cuối cùng là 157 và 199. Anh, mà lấy gì? 155 đi. 155 đúng rồi, 155 thì ý không 19 đâu. Được bao nhiêu? 155. Con một 99 đúng là vô tớp luôn rồi. Rồi chấm độc lập. Nó bị hơn 5 phút. Vì nó to lắm. Bây giờ nó vô. Nó không phải chơi đẹp không? Nó chơi đẹp. Rồi chồng chung kết. Nó chào. Đấy, 125 dễ đoạt giải lắm nha.